cứ nghèo đói như những năm 89, 90 thì họ không nhìn về Việt Nam như vậy đâu. Tôi dám đảm bảo với quý vị là như vậy. Hàng ngày bữa cơm từng miền quê đến thành thị nó đều thay đổi. Thậm chí bây giờ phải chọn cái gì ăn cho nó ngon, mà thậm chí giảm ăn đi chứ không nó béo quá. Và có con đường mở rộng, các ngôi nhà xây cao. Hiện nay là trên Đông Nam Á chúng ta chiếm hơn một nửa, trên 50% những ngôi nhà cao tầng trên 20 tầng. Em có thống kê đầy đủ là ở Đông Nam Á 11 nước thì Việt Nam là trên 50% là những ngôi nhà trên 20 tầng trở lên. Trong đó thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội rồi các tỉnh Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu rất nhiều. Thì rõ ràng đất nước nó thay đổi từng ngày như vậy. Và tôi vẫn thương cho những người ở giai đoạn 75, 95, 20 năm đất nước chúng ta ngàn cân treo sợi tóc qua cái biến cố của Liên Xô tan rã. Những người lãnh đạo, những người đứng mũi chịu sào của dân tộc này vượt qua được cái giai đoạn từ 75 đến 95 là cực kỳ khó khăn. Thủ trong giặc ngoài, ổn định tình hình, ổn định rất nhiều thứ. Trong nước thì có thể rằng là có những cái tổ chức của chế độ cũ, họ có thể họ lật đổ chính quyền bất kỳ lúc nào, họ gây rối, bạo loạn, đánh bom, đúng không ạ? Rồi quý vị phải hiểu một điều rằng là khi mà cái chính quyền cũ họ lập ấp đấy, họ dồn dân lập ấp là họ có cho trồng cấy gì đâu, ruộng lúa thì bỏ hoang, và họ toàn dùng những cái hàng nhập khẩu của Thái Lan. Khi chúng ta chiến tranh thì toàn bộ nước Thái Lan nó là cái tạp hóa lớn, nó đại siêu thị, nó cung cấp, nó kiếm tiền, nó giàu có lên từ đấy. Trong đó thì chính quyền cũ thì họ dồn dân lập ấp lại, gọi là cái gì dồn dân, đúng rồi, dồn dân lập ấp và làm đi đỡ đạn cho họ, khu trù mật, đúng rồi, và cánh đồng thì để không, xong là toàn máy bay là bom đạn như vậy thì làm sao có lúa gạo để mà xuất khẩu, làm sao mà đói, chả đói. Thì sau đó chúng ta cũng phải trồng để cho khi giải phóng rồi thì chúng ta làm là ổn định những người của chế độ cũ này, làm sao nó không xảy ra những cái mâu thuẫn trong xã hội này. Đấy, rồi phải lo để mà trồng lúa rồi tạo ra của cải vật chất chứ. Thì trong cái giai đoạn 75 đến 95 là 20 năm, em nói là đất nước mình, những người lãnh đạo đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Đặc biệt là trải qua được cái biến cố của năm 90, rất là khó khăn. Thì từ năm 95 trở lại đến bây giờ 2005, và từ 2005 đến bây giờ thì câu chuyện nó hoàn toàn khác. Và chúng ta sẽ còn đẩy cực kỳ mạnh nữa. Em khẳng định luôn, mà chắc chắn là 5 năm tới mọi người sẽ nhìn Việt Nam với một con mắt hoàn toàn khác. Thế giới sẽ phải ngưỡng mộ. Trong cái đại dịch Covid này là một cái điều, là một cái chiến thắng tôi nghĩ rằng cũng chấn động địa cầu, ngang với chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngày hôm nay chúng tôi đang ngồi ôn lại cực kỳ là khó khăn, gian khổ đối với các nước mà có nền y tế mạnh nhất thế giới, đúng không ạ? Thì mình mừng cho dân tộc mình ở đấy, mà mừng ở đây không phải cho riêng cá nhân mình mà cho thế hệ con cháu chúng ta. Chắc chắn là đất nước thay đổi thì các con các cháu chúng ta sẽ được học hành tử tế, được lĩnh hội những cái tri thức từ bên ngoài, đi vươn ra thế giới để làm nhiều điều tốt đẹp. Và trên thực tế chúng ta thấy rồi, máy thở chúng ta sản xuất được, các đối tác rất tin cậy để giao cho chúng ta bản quyền rồi bán những cái linh kiện cho chúng ta. Tập đoàn Vingroup đã làm, đúng không ạ? Và các cái bộ test của chúng ta đang lưu hành trên 27 quốc gia, đâu có phải là một cái sự giả tạo gì cả. Người Việt chúng ta hết rất uy tín, và một trong 4 nước nghĩ sáng chế ra cái bộ test nhanh nhất, và một trong 5 nước trên thế giới nghĩ ra là đang sở hữu công nghệ 5G. Không thể nào mà chúng ta không tự hào được, hoàn toàn tự hào. Và rõ ràng Bác Hồ nói rồi, đất nước là của thế hệ tương lai, tức là của những các nhờ công học hành của các cháu. Chính những cái sản phẩm mà những năm 2000 của chúng ta đi học du học này, rồi chúng ta chịu khó học hành, hội nhập thế giới, để đến ngày hôm nay chúng ta lĩnh hội. Và trong 5-10 năm nữa chúng ta sẽ gần như sẽ không phải đi du học nữa. Tôi dám chắc rằng họ sẽ du học tại Việt Nam. Những y, những bác sĩ, những giáo sư hàng đầu sẽ quay về Việt Nam làm việc. Đấy là cái môi trường rất tốt, điều kiện an ninh chính trị ổn định này. Chúng ta đã có đánh bom trong bao nhiêu năm nay, chúng ta có đánh bom như ở Thái Lan, Bangkok rồi, đúng không ạ? Philippines. Rồi an sinh xã hội qua cái đại dịch Covid này, mọi người tự tìm hiểu, tự thấy là cái điểm đến tuyệt vời. Không những thế, phong cảnh, môi trường, món ăn rất là tốt. Không có một cái nơi nào mà nó còn hơn cái đất nước mà chúng tôi nói tiếng Việt. Bởi vì chúng ta nói tiếng Việt, chúng ta sinh ra ở đây và chúng ta đang kiến thiết cái đất nước này càng ngày càng lớn. Và em nghĩ rằng là Bác Hồ ngày xưa có nói rằng là xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Thì tôi nghĩ rằng là phải đàng hoàng hơn và tươi đẹp hơn, chứ chúng ta không đi lấn chiếm ngoài cả. Chúng ta đàng hoàng, tươi đẹp. Ngày xưa to tức là mạnh mẽ và ấy đấy, chứ không phải, các bạn đừng có nghĩ theo cái kiểu cái nhà đúng rồi, to. Đúng rồi, chứ đừng nghĩ theo cái kiểu là như mấy cái anh BBC, anh ấy xuyên tạc. Ngày xưa cái nhà của mình chỉ có 3 gian 2 trái bé bé thôi, cho nên là cái câu là nhà cao cửa rộng ấy. Đúng. Thì là cho nên là ước muốn là cái to đẹp. Đấy, nó là như vậy. Em nói rất là hay, và chị cũng thấy rằng là trong mình được truyền thêm một cái năng lượng của tuổi trẻ và cảm thấy phấn khích. Dạ. Và chị có một câu hỏi này dành cho em. Em nó cho rằng là trong vòng 5 năm đến 10 năm nữa thì đất nước ta nó sẽ rất là phát triển, giống như là có một cái lực đẩy. Đúng rồi. Ừ, cái lực đẩy này thì như thế này. Nếu mà đang đứng mà đẩy cho một nhát, cái người ấy phản xạ tốt, phản ứng tốt, vâng, tình trạng sức khỏe tốt, vâng, thì cái đẩy đấy người ta sẽ bật lên và sẽ chạy lên. Vâng. Nhưng nếu mà anh mà chưa đủ điều kiện thì cái đẩy đấy có thể làm anh ngã sấp xuống. Chính. Nhân cái câu 5 năm 10 năm của em là mình sẽ phát triển mạnh, chị hỏi em một câu. Theo em thì cái lực cản gì lớn nhất trong cái phát triển của mình, cái lực cản lớn nhất, cái khó khăn trở ngại nhất của mình trong cái phát triển của 5 năm 10 năm mà em vừa nói? Vâng. Tất nhiên mình phải có khó khăn, đúng không? Chắc chắn chứ ạ. Rất trong những cái khó khăn chúng ta toàn đi lên từ những cái khó khăn. Ừ. Đất nước chúng ta chỉ có đi lên từ những cái khó khăn, chưa bao giờ được trải nhung lụa để đi lên cả. Dân tộc này là như vậy. Và tuy nhiên là tôi không nói những cái khó khăn về thiên tai, những cái bất khả kháng thì tôi không nói. Nhưng mà những khó khăn là nếu nhá, câu chuyện ở đây là nếu như sự đoàn kết của nhân dân không có, sự tin tưởng của người dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là những người đang đứng mũi chịu sào về kinh tế, an ninh, quốc phòng, nếu như người dân họ không tin vào điều đó thì rất là khó có thể làm được những cái điều lớn. Và đấy, tôi nghĩ đấy là cái lực cản lớn nhất. Chứ còn các bạn, những người trẻ như em hoặc là trẻ hơn, họ hăng say làm việc lắm. Chị có thể mở mạng Facebook, YouTube giữa đêm, hay Shopee giữa đêm, họ vẫn cứ bán hàng hăng say làm việc, họ quên cả thời gian luôn đấy. Giới trẻ bây giờ họ rất năng động. Ngay cả một cái bạn Sơn Tùng MTV, bạn ấy có một cái tầm nhìn rất là lớn. Bạn mang một cái sứ mệnh là cái âm nhạc Việt Nam nó phải lan tỏa trên toàn thế giới. Nhắc đến Sơn Tùng, nhắc đến MTV không phải là Sơn Tùng MTV nữa, mà là nó phải là mang một cái vai trò lớn của một cái tầm cỡ về âm nhạc. Đấy là cái mà người trẻ họ đang rất là háo hức, họ làm để làm sao đấy cho dân tộc Việt Nam sánh ngang với các cường quốc khác. Em khẳng định là cái rào cản nó sẽ là cái sự không đoàn kết nếu như có. Nhưng mà hiện nay qua cái đại dịch này thì mình vô cùng mừng, rơi nước mắt vì dân tộc, nhân dân chúng ta đến 99% là đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên có những người họ chống đối chứ, mình không thể nói tất cả được. Rất nhiều, một số thành phần họ không hiểu rõ và họ cố tình họ chống đối thì mình không nói. Trên dư luận, hay là mình dùng cái từ là mạng xã hội ấy, ở trên mạng xã hội thì mình có không phải là ít, mặc dù không phải là nhiều nhưng cũng không phải là ít những cái tiếng nói nó ngược lại với những cái tiếng nói mà như em nói là cái tiếng nói theo một cái hướng phát triển, hướng tích cực. Thì ở cái hướng tích cực thì vẫn có những cái tiếng nói mà nó ngược trở lại. Đúng rồi. Nó giống như là một cái bản nhạc nhưng mà có những cái nó không cùng pha, không cùng cái đại loại như thế. Thì theo em thì những cái đó thì nó có cái sự cản trở nào đối với cái xu hướng đi lên, mình gọi cái từ mà các cụ hay dùng đi là cách mạng Việt Nam, vì lúc này cũng vẫn là cách mạng mà. Đúng không? Lúc nào cũng là cách mạng hết. Đúng. Cách mạng có nghĩa là làm mới, luôn làm mới. Đúng. Thì liệu những cái đó nó có ảnh hưởng đến cái xu hướng phát triển tất yếu của xã hội không? Nó có ảnh hưởng nhưng không nhiều. Nó không nhiều bởi vì những người làm truyền thông như tôi và chị Yến này nên phải nói nhiều và thật nhiều những cái điều này. Thứ nhất ấy, là những người ngồi ở trên Facebook hay YouTube ra hàng ngày nói ngược lại với những đường lối của Đảng và Nhà nước cũng như là của nhân dân, đi ngược lại lấy của nhân, thì đại đa số người ta không phải là những người thành công. Câu chuyện ở đây là nếu họ thành công thì họ không nói những cái chuyện đó. Đều là những người thất bại trong cuộc sống. Họ đổ lỗi cho nhà nước, họ đổ lỗi cho hệ thống, chứ họ đã học tập tốt, lao động tốt đâu. Thậm chí họ còn chưa yêu tổ quốc, cũng chẳng yêu đồng bào. Họ còn xúi giục người khác đặt bom, họ còn xúi giục người khác đi biểu tình để phá vách nhà máy, thì làm sao mà họ yêu tổ quốc, yêu đồng bào được? Họ cũng chẳng học tập tốt và lao động tốt. Có thể họ là giáo sư tiến sĩ đấy, nhưng ông giám đốc CDC Hà Nội đấy, từ 2 tỷ 3 đến 7 tỷ, đúng không ạ? Đạo đức đã tốt đâu, đã ngoan ngoãn thật thà dũng cảm đâu, đúng không ạ? Thì đại đa số những người đó là những tiếng nói lạc loài, và tôi khẳng định với quý vị rằng là họ không thành công trong xã hội. Và chúng quý vị đừng nghe những cái người họ không thành công trong xã hội, đúng không ạ? Họ đã không thành công nói thì không ai tin cả. Ít nhất phải thành công trong xã hội đã. Phải thành công là anh, ví dụ như anh ngồi anh nói, tôi là đảng viên đây, tôi là cán bộ quân đội đây, tôi về tôi làm, tôi phục vụ, tôi biết hết. Nhưng trong khi đó nhà anh thì rách nát, vợ chồng thì chửi bới, con cái thì học hành, thằng thì đi tù đi tội, thằng thì nghiện hút, thì làm sao mà nói được cái gì? Thì câu chuyện là mọi người hãy để ý, tất cả những người mà ngồi nói như vậy, mọi người hãy nhìn xem họ đã thành công trong xã hội chưa, và tại vì sao mà họ lại không thành công, đúng không ạ? Còn nếu họ nói là, có những người nói mà tôi chưa thấy cái chế độ nào nó tồi tệ, cái xã hội Việt Nam nó bẩn thỉu, nó tồi tệ như sao nào, và nó thối nát. Quý vị để một quả dứa trong nhà, nếu nó thối nát quý vị có để được thêm 1 tiếng đồng hồ? Không thể nói như vậy được. Nếu nó thối nát nó tự chắc chắn nó tan rã, không thể nào mà nó thối nát. Nó trong xã hội khi mình mở cửa ra thì phải có ruồi muỗi, những cái điều đó chỉ là con ruồi con muỗi thôi chị, nó có ảnh hưởng, đúng không ạ? Nó có ảnh hưởng sự phát triển chung của đất nước, nhưng nó chỉ là con ruồi con muỗi thôi. Đồng bào và nhân dân, mới nhất là khán giả của Nguyên Việt Nam, đặc biệt là các bác cựu chiến binh, hãy nhắc nhở con cháu mình nghe những người đấy thì phải phân tích, tức là tiếp nhận thông tin rồi thì phải phân tích thông tin rằng họ đã thành công trong xã hội, trong cái bản làng, trong cái khu vực dân cư của họ chưa đã, thì mình mới có thể tiếp tục được xử lý cái thông tin đó. Trong bất cứ một cái xã hội nào thì người ta cũng đều phải lao động để kiếm sống, và khi mà chúng ta cầm súng lên đường để đánh đuổi giặc ngoại xâm, hay là thống nhất đất nước, hay là bảo vệ biên cương, thì cái nguyện vọng của chúng ta là để có một cái đất nước bình yên, không có chiến tranh, ổn định chính trị, để chúng ta có điều kiện lao động. Đầu tiên là điều kiện uống cà phê nữa. Đầu tiên là mưu sinh đã, đúng không? Đầu tiên là mưu sinh đã. Sau đó thì mới là tích cóp để xây dựng một cái xã hội càng ngày càng phát triển. Dạ, vâng. Thì cái đó nó là bình thường. Chứ còn nếu mà suy nghĩ rằng là tôi đi đánh giặc xong rồi, bây giờ tôi quay trở về, sao anh không có chế độ gì với tôi là sao? Thì cái tư duy đó có vẻ không ổn, đúng không? Thực ra là không ổn một tí nào cả. Và trên thực tế thì tất cả những xương máu của con đường Trường Sơn mà chúng ta đi vào trong Nam, hay là Điện Biên Phủ, những hầm, những giao thông hào, hơn 2.000 người bỏ mạng ở đấy, họ được cái gì? Chúng ta phải biết ơn họ, để chúng ta ngày có ngày ngồi đây uống cà phê, rồi con cái chúng ta được học hành, được vui chơi. Còn những người đi, nếu mà đi đánh để được cái gì thì không phải, cái điều đó không đúng. Bởi vì đây là tiếng gọi của quê hương. Chỉ cần một lời hiệu triệu thôi, dân tộc này, nhân dân, những người dân đều đồng lòng nhất trí lên đường. Còn tuy nhiên sẽ có những một số rất nhỏ, mình nói không có là vô lý, mình phải có những cái số rất nhỏ. Họ còn ở đây cái chủ nghĩa cộng đồng, em vẫn nói về chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa cộng đồng. Chủ nghĩa cá nhân nó lớn thì nó át đi cái chủ nghĩa cộng đồng. Họ đòi hỏi, em đã từng nói chuyện với 2 bác đại tá ngày uống trà đá để nói xấu chế độ, nhưng mà 1 tháng vẫn lĩnh lương 15 triệu, con cái vẫn làm ở trong các cái cơ quan tốt. Thế bây giờ không đi bộ đội, các bác không đi bộ đội, các bác không tham gia giúp dân giúp nước như vậy, thì ngày hôm nay làm sao các bác ngồi như vậy được? Làm sao con các bác được vào những vị trí tốt như vậy được? Trong cái đó nếu các bác không đi, các bác chỉ là người nông dân, là người nông dân bình thường, rất là bình thường. Bởi vì các bác đi ra từ mái tranh nghèo, từ những cái lớp 7, học hết lớp 7, sau đó đi học bổ túc đến hết cấp 3, để bây giờ các bác giỏi, các bác trả sổ hưu đi, các bác giỏi các bác làm những điều ấy, thì cháu bái phục các bác. Các bác phải biết ơn Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản là một tổ chức hiện nay là tốt nhất từ năm 30 đến bây giờ, có công lớn nhất, và phải biết thương họ. Một người khán giả của tôi ở Na Uy, đó là anh Việt kiều tên là Phước Hưng ở bên Sóc Trăng. Các bạn phải biết thương Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đã có công thống nhất được đất nước non sông này, và họ giữ cho đến ngày hôm nay chưa có một người nào lấy được một tấc đất nào của họ. Và họ phải chịu biết bao nhiêu đau khổ của các thế lực khác. Tại sao các bạn không biết thương cái điều đó mà các bạn chỉ trách? Thì nhiều người như vậy thì phải suy nghĩ lại. Cháu xin lỗi các bác là lớn tuổi, cháu là thế hệ sinh sau. Có thể là vì những cái chủ nghĩa cá nhân nào đó thôi, nhưng các bác cứ đặt ngược lại tình huống. Nếu các bác không đi bộ đội, các bác ở nhà với con trâu đi trước, cái cầy đi theo sau, thì các bác sẽ là gì tại thời điểm này? Con cái các bác làm cái gì ở thời điểm này? Và nếu không có tổ chức đảng, không có quân đội, không có những cái tổ chức mà các bác đã từng tham gia học hành, làm sao các bác học hết bổ túc cấp 3 để đi làm những cái vị trí tốt trong quân đội? Trong những cái về rồi thậm chí các bác về các bạn làm chủ tịch hội cựu chiến binh, rồi làm những cái vai trò khác để dạy dỗ con cháu. Cho nên các bác hãy vui, ăn vui tuổi già, câu cá, nuôi chim, đúng không ạ? Dạy dỗ con cái mình yêu nước. Đến thời điểm này, em nói thật với chị Yến, thời điểm này là thời điểm yêu nước dễ nhất có thể. Đặc biệt là trong lúc Covid, chỉ ở nhà ăn với ngủ thôi đã là yêu nước rồi. Còn bây giờ sau khi ăn ngủ rồi, chỉ có việc làm, nuôi bản thân mình và còn dạy dỗ con cái mình đã là yêu nước rồi. Đừng vi phạm pháp luật. Trong khi đó trước kia người ta đi yêu nước, người ta phải xả thân mình lấp lũ châu Mai, người ta phải chạy phi thân mình để pháo không trôn xuống, người ta phải ra pháp trường để người ta bị những cái người mặt xanh mũi lõ bắn. Các bạn cứ ra Côn Đảo các bạn thấy một cái nơi tù đầy cực kỳ gọi là bãi sọ người. Nó bắt người ta là người Việt An Nam mình ấy là phải sống chung với phân bò, với những con bò ngập tới bụng tới cổ này này. Họ yêu nước đấy chứ, họ yêu nước sao họ khổ như vậy? Bây giờ mình còn cái gì nữa đâu, sướng ơi là sướng. Em thấy là đến thời điểm này nếu một người biết suy nghĩ thì thấy rằng yêu nước vô cùng sướng, cực kỳ dễ, không có gì khó cả. Có mỗi việc làm, tạo ra của cải vật chất lo cho bản thân mình và dạy con cái mình, thế thôi đã là yêu nước rồi. Đấy là cái sự đánh đổi của ông cha để lại, để ngày hôm nay chị em mình có cái ngày ngồi ở đây. Và chúng tôi đang làm những công việc truyền thông làm sao đấy đưa được nhiều cái tiếng nói cũng như là những cái suy nghĩ của mình và cũng như của người khác, chị Yến ạ, của mình rồi của người khác nữa, đến cho nhân dân của chúng ta. Trong câu chuyện của mình ấy, thì chị cũng như em vừa nói về các cựu chiến binh, chị là người tiếp xúc với rất là nhiều cựu chiến binh, và có thể nói là đối tượng cựu chiến binh là cái đối tượng mà chị rất là đặc biệt quan tâm để khai thác tư liệu, như là khai thác một cái kho tư liệu lịch sử. Thì có một điều mà thời gian gần đây khiến cho chị phải suy nghĩ rất là nhiều, đó là ở trên mạng xã hội, nhất là khi mà cái mạng xã hội nó phát triển như bây giờ. Trước đây thì cái điện thoại di động, cái loại điện thoại thông minh cũng không nhiều lắm, và nó cũng để có được nó cũng khó khăn. Nhưng bây giờ thì có thể thấy là nó rất là phổ biến, cho nên việc tham gia mạng xã hội khá là phong phú.